Video này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tựa game Hello ông hàng xóm. Hay quá, vẫn còn đẹp trai. Vẫn còn đẹp trai là được. Mất tích hả? Thằng con này. Chơi Roblox thì hãy ghé vào ngay shop phongcantv.net để có thể mua được acc Roblox giá siêu rẻ và siêu VIP. Không những vậy, các bạn có thể mua được Robux với giá siêu rẻ kèm những mini game vô cùng hấp dẫn. Ghé ngay shop Roblox giá rẻ uy tín phongcantv.net. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tựa game Hello hàng xóm. Thì đây là nhân vật chính đúng không? Hình như đây là tôi hay sao á. Ok, chúng ta đang có một cái máy ảnh nè, hình như là tôi đang trong vai là một nhà báo hay sao các bạn ạ? À? Chúng ta đang đi đâu đang tìm sao cái gì đó nhà. Thì phải đúng rồi. Đang tìm hiểu cái gì đó thì phải. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Ui. Một bụi cây có một con mèo. Có con mèo ơi, cũng chụp hình lại nữa. Trời ơi, lấy nhân chứng chứ trời. Ui. Ui, bắt cóc. Bắt cóc kìa. Ồ. Hình như là cái thằng nhóc này là nhân vật chính của trong phần trước đúng không? Không biết cái nhân bị bắt cóc hay sao á, giờ sao? Rồi sao con lại tới đập lấy cây xà beng đập mình à? Rồi chạy nhanh đi. Trời ơi, còn rớt chìa khóa nữa, chạy nhanh lên. Nhanh lên, chạy đi. Ui. Hay em vậy? Ui, may thế nhờ, may mà chạy kịp thôi là xong luôn rồi đó. Ui, cái con gì vậy? Ui. Wow, theo như từ nãy giờ chúng ta đang xem đoạn video này thì chúng ta vừa phát hiện ra một vụ bắt cóc các bạn ạ. À. Và sau đó đang chạy trên đường thì gặp cái con gì đó, tôi nhìn hình như là giống cái con vịt hay con gà gì đó Sam ơi. Không, con người ra giơ tay mà, chứ con gì giơ tay. Con người gì mà tại sao lại có cái mỏ vịt đó. Từ để mình xem coi, từ này chỗ này chỗ nào đây. Cái máy gì đây? Bấm E để mở máy lên. À, hồi nãy hình như mình bị tung xe trong cái nhà kho nè, bây giờ mình kẹt trong đây luôn rồi. À, phải lắp mấy cái bánh răng vô để mở cửa. Từ từ. Trong đây có cái xà beng nè, mà sao lấy được ta? Cái khơi đó. À, lượm cục đá vô. À, mình lượm cục đá xong mình ném. Ok, ném. Hi. Ok. À. Đâu, mình đâu phải ăn trộm đâu, sao không nhớ hồi nãy mình lái xe mình bị tung vô đây hả? Ui, có một cái bánh răng nè. Từ từ. Hình như là mình có thể lắp cái bánh răng vào đây. Rồi ok, khởi động chưa? Hay quá. Ủa chưa. Còn hả? Còn hả? Ok, để đi vòng xem coi. Ở đây chúng ta có cái cửa này bị khóa tiêu rồi. Cái chìa khóa nè. Rồi. Ok. Đây. Một cái bánh răng màu vàng. Dạ, yeah, ok, để lắp vô luôn. À, hay luôn. Bánh răng màu vàng này lắp vô đâu? Vàng. À, đây màu vàng đây, ở bên dưới này. Rồi ok. Hình như là đủ rồi đúng không? Lắp thêm cái bánh răng này là đủ rồi nè. Đấy. Không biết nữa. Mở cửa. Hay quá, cái về nhà thôi. Khoan, tôi chưa tin rằng là chúng ta sẽ về nhà được. Chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra nè. Ai ô. Biết ngay mà, thấy chưa? Thôi, đi luôn. Thôi, xong rồi mấy bạn ơi. Ông hàng xóm chuẩn bị bán qua Trung Quốc rồi. Rồi, hình như mình bị bắt về nhà hay sao á. Ok. Ui, à, bị đánh vô cái đầu kìa. Không biết trong đây chỗ nào vậy, tại sao? Ủa, chỗ này chỗ nào đây? Chỗ này có cái gương nè. Sao lại vô đây? Để soi gương coi. Hay quá, vẫn còn đẹp trai. Vẫn còn đẹp trai là được, không sao. Đi tìm cách thoát đi, ngồi soi gương, khùng quá. Theo như những gì mà tôi đang quan sát ở trên màn hình thì có thể là chúng ta đang theo dõi cái ngôi nhà màu xanh dương này nè các bạn. Mà cái ngôi nhà xanh dương đó hình như là nó ở bên kia. Đây, ở bên này là Sam, sao thấy không? Ủa, cái này là đoạn nào ta? Rõ ràng mình nhớ mình bị bắt rồi mà, tại sao mình vẫn còn ở đây? Tôi nghĩ là chắc là chúng ta vừa được giải cứu về nhà hay sao. Từ từ để tôi qua thử cái nhà màu xanh mà chúng ta đang theo dõi coi. Cái nhà này là cái nhà gì mà tại sao lại phải theo dõi ta? Có khi là nhà có hàng xóm không? Không biết nữa, mà nhìn cái nhà này như là bị sao không thấy không? Trên cửa kia nó chặn quá trời chặn luôn. Từ để xem coi ở đây là có gì đây. Ở đây có mấy cái bức tranh đang vẽ. Giờ cái ông này phải ông hàng xóm không Sam? Không, ông là công an, muốn đuổi mình đi, ông bà là không được tới đây. À, ủa, đâu ở nhà mình vô, con vô con xem thử nhà hả chú? Ê! Chú. Trời ơi, người ta đuổi không cho đi, không cho vô. Tôi muốn vô cái nhà này, tôi xem thử nhà có gì mà, không cho vô thôi, làm gì căng. Từ, tôi thấy ở đây nó có cái nhà trên cây nè Sam, để mình lên trên đó mình xem thử coi. Tôi tính nhà trên cây này hồi bé các bạn nào hay làm nhà trên cây không? Tôi làm hơi bị nhiều luôn á. Làm không? Thiệt không? Thiệt là làm không? Có. Tôi có làm cái nhà trên cây, tôi chèo lên cây là tôi
làm ngôi nhà rồi. Nhưng mà hình như là cái cây này mình lên không có được, cái nhà trên cây này nó bị chặn lại rồi. Ở đây đây đây. Ôi, đây có cái lò xo gì nè. Ui. Ý, mấy mình tới mới chết được nè. Ở đây 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 đây. À, à rồi rồi, sau đó mình nhảy qua cành cây này. Rồi mình đi qua đây. Ồ, ok, để qua xem thử bên đây có gì đây. Nhà ai vậy? Nhà này hình như là nhà của một cậu bé nào đó. Ở trên đây quá trời đồ chơi luôn nè. Ơi, có cái con gà nè sao? Chúng ta có một cái bức tranh. Bấm vô bức tranh này hả? Này là gì đây? Cánh tay robot hả? Là của robot bên này hay sao nè? Xoay cánh tay của robot. Rồi, xoay như thế này đúng không? À, hình như là mình phải xây cho nó giống bức hình này nè. À, à rồi, cái khiên đan okay. Tre. Đó, ui, đây rồi. Rồi cái này là gì đây? Một cái cần gạt. Cần gạt này hình như là của cái tàu này thì phải. Đúng rồi. Sammy thấy tôi giải mã đỉnh không? Này. Hay dữ vậy. Ủa, đúng rồi. Mình được gì? Sau khi giải mã xong thì chúng ta sẽ được ủa cái tên ủa nó đẩy ra cái kéo hả? À, ok, chúng ta đã thu thập được một cái kéo. Có khi nào mình lấy kéo để mình qua mình cắt cái chùm râu của cái bác cảnh sát này không? Nè, bác cảnh sát này có cái chùm râu đó. Tôi thấy vui mà. Mình chọc chọc người ta vậy nó mới vui, bạn hiểu không? Trời ơi, mình chọc chọc vậy nó mới vui. À, ok, từ bây giờ để tôi xem coi. Bây giờ là bác cảnh sát đang đứng ngoài đây đúng không? Để tôi thử lẻn ra sau coi. Cắt cục dây. Mày quá, mày quá. Ôi, vậy bây giờ sao ta? Dưỡng luôn á. Ông cứ đứng ở đây sao mình vô trong được hả Sam? Bây giờ phải tìm một cách nào đó để dụ ổng đi vụ khác được không? Hay là cắt cọng dây rồi, làm gì thôi. Đây đây đây, hình như là mình có thể đi vòng qua đằng sau nhà đằng sau nè. Ê, mình đi đằng sau này đi. À đúng. Mình đi đằng sau này cho nó an toàn. Yeah. Ui, nó, hình như cấm người đi vào nè. Cấm càng làm. Ok. Trời ơi trời. Cái này là gì đây? Hầm bí mật hả? Hầm này bị khóa mất tiêu rồi, không có vào được mấy bạn ơi. Ok. Hình như cái này là dạ. Cái này là hello ông cảnh sát chứ đâu phải là hello bác hàng xóm đâu trời. Ai biết đâu, hello ai cũng được, con mà vô. Vô nhà được rồi, vô nhà được rồi. Đóng cửa lại. Cái nhà này hình như là đang bị niêm phong á, không cho ai vào đó. Đây nè, cứ bác cảnh sát này đứng ngoài đây nè, đấy. Còn cả. Mình là mình vô nhà rồi, để xem coi. Mình có tấm gỗ, xà beng hả? Lấy cái xà beng. Ok, đây cái xà beng đây rồi. Đập ra. Rồi. Ui, cái gì đây? Một con búp bê gỗ. Ở đây có thêm một cái phòng nữa. Toilet mày quá, đèn mắt toilet. Đi vô đi toilet mới được. Ủa, cái gì đây? Một cục gì đây? Số 6 hả? Chắc là cái cục này dùng để làm cái gì đó. Ok, tôi cầm trên tay thử coi. Rồi. Đây, bác cảnh sát đi ra ngoài rồi. Chắc mình vô trong thoải mái đi, không sao đâu. Bác cảnh sát này đứng ở ngoài nhà này như cũ kiểm rồi. Phong ơi, từ từ, dưới đất, dưới đất có cái gì mới xinh kìa. Hả? Đâu? Dưới đất? Mất tích hả? Ôi trời ơi, đau tim với cái bác công an này luôn á. Trời ơi, bọn mình chỉ muốn vào trong để mình điều tra thử bên trong ngôi nhà này có gì thôi mà, chứ mình có phải ăn trộm đâu mà bác ấy đuổi mình thấy ghê luôn à. Nhưng mà nhìn mình giống ăn trộm thật mà. Nhìn hai đứa mình cũng giống ăn trộm thiệt. Trời ơi, sao không? Ở chỗ này là có cái cầu thang nè, hình như leo cầu thang được, để tôi lên trên cầu thang xem thử coi trên cầu thang có gì. Trời ơi, cái nhà này có thầm giống bí hiểm nha, chủ nào chủ nấy nhìn là lạ luôn á. Đúng rồi, cái nhà này tôi thấy là nó không có an toàn tí nào luôn. Chỗ này là mình cần phải vào trong, mình mở được cái thanh gỗ ra mình mới mở cửa được nè. Không biết là bác cảnh sát có ra ngoài chưa ta. Khoan từ, bác cảnh sát đâu rồi? Trời ơi, cái gì một mà cái hầm bí mật mà nó có mấy chục cái chìa khóa vậy? Nhiều chìa khóa quá à. Chìa khóa quá trời. Ở chỗ này nó có mấy cái tờ gì nè. Missing, mất tích hả? À, lại gặp nữa. Rồi, trời ơi, tủ cửa lại nè. Chạy ở đây, trốn tủ, nhanh. May quá, trốn cái tủ kịp rồi. Trời ơi, cảnh sát đang làm gì? Bác cảnh sát vô. Hình như tôi mới mở cửa ra, cái bác chạy vô liền đúng không? Đúng rồi, tại vì có tiếng á, sát gì Danny không? Nhưng mà người này là cảnh sát các bạn ơi. Vậy bây giờ làm cách nào mình mới ra ngoài được đây? Chẳng lẽ mình núp trong đây hoài, đúng không? Mình lên lầu thử không? Ở đây nó có lầu nè. Cần cái kéo. Kéo. Lấy cái kéo. Cái gì vậy? Trời ơi, tôi rung quá. Núp. Trời ơi, bác cảnh sát mở cửa tiếp. Trời ơi, xấu à. Trời, sao mà tôi vô dụng dữ ta, có mỗi cái kéo mà tôi lấy hoài không được luôn á mấy bạn. Mấy bạn xem, mấy bạn có thấy tức không? Tôi tức luôn. Rồi. Cắt dây. Rồi ok, lên trên lầu. Trên lầu có gì không đây? Ở chỗ này. Cắt luôn. Rồi, tìm cho mấy cái thùng có gì không? Ủa sao giờ tôi phải thấy mình giống ăn trộm thiệt hay sao? Ôi, cái gì đây?
Một cái xe điều khiển cần có pin. Ok, vậy mình phải tìm pin để lắp vô cái xe điều khiển. Núp ở đâu, núp đâu? Hình như tôi mới đạp vô mấy con này nó kêu. Ok, núp. Đạp vô mấy con đó là ông cảnh sát, ông sẽ nghe được đúng không? Ta còn thính như vậy, mình đạp trên lầu mà ông nghe dưới đất luôn á hả? Từ từ, mình cái núp ở đây coi ổng có gì vô không? Trời ơi, ổng vô liền, thấy không? Trời ơi, cái tiếng này ổng lên liền luôn á. Ổng nghe một tiếng động nhỏ thôi là ổng chạy lên liền. À, vậy là tôi hiểu mấy bạn ơi. Hiện tại cái căn nhà này á, đang được cảnh sát niêm phong. Niêm phong lại. Bởi vì là... Tự nhiên đứng đây nhìn nha. Thôi mình cứ để cho ổng đi, mình ra ngoài. Rồi ok, rồi, ra ngoài. À, ok, không có được đạp lên mấy con này nha. Đây, mấy bạn nhìn đây. Ở chỗ này là có những cái tờ mất tích nè. Thì theo như tôi nghĩ là có thể đây là một căn nhà của cái ông hàng xóm mà ở đầu video chúng ta thấy là ông đã bắt cóc mấy đứa nhỏ này. Cho nên căn nhà này hiện tại đang được niêm phong lại để điều tra. Và chúng ta đang đóng vai là một cậu bé đang điều tra thử. À không, chúng ta mà bé cái gì? Mình là phóng viên. Chúng ta là nhà báo. Là phóng viên đúng rồi. Chỗ này đó. Thằng tên con này. Em thấy anh hơi buồn. Bị chọi ra ngoài ơi. Ây da, ông này ông vô bất ngờ quá. Tôi tưởng trời ông bắt mình chết hồn. Thấy còn nhẹ. Ê, từ từ, hình như tôi nhớ là hình như là ổng có chìa khóa hay sao á. Hình như mình có thể lại gần ổng để mình lấy chìa khóa của ổng thì phải. Có không? Có không? Chú ơi, chú có chìa khóa không? Ủa sao nghe cái mùi gì là lạ ta? Ông đứng sau lưng người ta ngoài có mùi gì? Trời ơi, cay quá à. Hình như là không có chìa khóa rồi. Tôi nhớ là tôi coi trong mấy cái phần trước á, là ông hàng xóm sẽ có cái chìa khóa ở đằng sau. What the... Chú ơi. Nhảy ra ngoài. Chú ơi. Chú nhanh quá. Ui, mình bị lấy mất cái đồ trong nhà này rồi. Bây giờ là mình phải vào trong nhà rồi. Chứ ở ngoài đây là không có manh mối gì hết trơn á. Ok, thôi mình làm liều thêm lần nữa đi. Mình vô nhà thêm lần nữa đi. Không ngờ là gặp phải thằng liều. Ngày xưa á, nếu như bạn nào mà có xem cái phần 1 của cái game này á, thì chắc bạn cũng biết là cái phần 1 game này ra mắt cách đây cũng khoảng 4-5 năm gì á. Lúc đó mình còn nhỏ xíu á bạn. Mình cũng lớn rồi. Có điều lúc đó mình chưa làm YouTube đó. Mình hay lên mạng mình xem gọi là mấy YouTuber chơi cái game này lắm. Hôm nay mình mới được chơi thử nè. Ok, lượm lại con búp bê để lên trên đây coi. Tặng cho anh cảnh sát. Ui, sát vừa qua không bắt được. Ở trên này. Cái này phải là con búp bê của ông hàng xóm không? Búp bê ông hàng xóm đó. Ok. Ê, đứa trẻ này nhìn giống như trong cái ảnh bị mất tích vậy. Ủa, phải không? Nè, ông nhìn lên đi. Đúng rồi nè. Y chang luôn. Rồi y chang là luôn. Đứa trẻ này bị mất tích nè. Ở chỗ này, phải có mật khẩu. Mật khẩu là số mấy Sam? Sinh nhật ngày tôi. Ngày tháng năm sinh Sam nha. 2 2 2 2 0 1 là của tôi. Sinh nhật ông mẹ. Ok, sinh nhật Sam nha. 4 3 2 0 1. Không phải luôn. Ui, hình như. Ôi, biết ngay mà, tiếng chú hàng xóm ngoài cửa. Chạy đi, nhanh lên. Chạy nhanh lên, chú hàng xóm bắt được là chết đó. Chạy nhanh lên Phong ơi. Chạy nhanh lên. Chú mang ơi, con vô nhà xem thử ơi, chứ không ăn trộm gì đâu chú ơi. Trời ơi. Ơi đau tim quá. Quay bạn ơi, không vậy mình nè. Mình chỉ tìm được có mấy cái con số ở trong nhà của chú thôi chứ mình chưa tìm được gì hết trơn á. Cái gì cây vậy? Vừa mở cửa gặp chú luôn trời ơi. Ai à, bây giờ cái chú này chú ấy chặn cửa vậy sao vô ta? Ai à. Đi tìm. Khó nha. Không sao, mình làm lại, không sao cả. Vừa bị đuổi mà còn vừa bị giải mã bạn ơi, đâu có dễ đâu. Đúng rồi, mình vừa phải chạy trốn mà mình còn phải vừa giải mã nữa. Từ, bây giờ tôi sẽ lên trên lầu lại thêm một lần nữa để tôi xem coi trên lầu còn cái manh mối gì mà chúng ta chưa tìm thấy không. Còn nhiều thứ bí ẩn lắm ấy. Biết ngay mà. Ôi, cái này là gì đây? Cái này là máy gì vậy Sam? Ui. Khi nào mình chọi ông nghe được? Không phải, hình như là an toàn. Ui, cái gương này hình như mở được nè. Ủa không, mở được cái tủ. Tủ có gì đây? Một căn hầm bí mật. Vậy là ở bên đây có đường lên không? Ủa cũng không bí mật lắm ha. À đây, cần cái kéo. Tắt cái này ra, chúng ta sẽ được thêm một cái mảnh ghép. Nhưng mà cái mảnh ghép này cần có cái vỏ hả? Cái vỏ là cái nào ta? Từ. À đây, hình như là cái vỏ của mình đầy đồ rồi chứ mình không lấy được. À là phải giục bớt hả? Ok, vậy mình để tạm cái này ở đây đi. Nó bị đầy quá. Ok, mình lấy cái này để mình ghép thành bức tranh của ông hàng xóm. Không nhớ. Đây. Ok, thêm một tờ nữa. Chui xuống này đi cho chắc ăn. Nghe tiếng mở cửa ghê quá. Ok, còn thiếu hai mảnh nữa mới được. Hai tấm nữa. Ở đây, chúng ta có thể mở cái cửa sổ bằng cái xà beng ở đây. Ok, mở ra luôn. Đây, mình chèo ra ngoài được nè. Đấy. Bây giờ là có thể vô trong ra ngoài thoải mái, không lo hàng xóm bắt nữa.
Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống dưới để tìm những cái mảnh cuối cùng còn thiếu bên dưới đó. Hai mảnh nữa bạn ơi. Hai mảnh nữa, ok, để xem coi hai mảnh ở đâu đây. Ê, từ sau lưng này chắc chắn có gì đó nè. Biết ngay mà, hình như là rep ghép thành cái chữ gì đó. Nhưng mà tôi chưa biết chữ gì hết Sam. Ok, vô toilet, đóng cửa lại, kiểm tra toilet thêm lần nữa coi. Giấy vệ sinh nè. Ủa, cục số 6 hồi nãy nè. Tủ lạnh. Ồ, có một cục số 4 ở trong tủ lạnh. Cái TV này mở được không? Mở được game nè. Mở game là ông kêu ông sẽ nghe tiếng. Ôi, ông sao, ông không biết đâu. Làm sao ông biết được? Yên tâm đi, ông không biết đâu. Dạ. Ủa hay gì vô tủ chốt hay là bị mù nghe? À, đúng rồi, đúng rồi, ông sẽ không biết đâu, yên tâm đi. Trời ơi, game này đau tim quá. Ông đang kiểu thằng Phong trốn đâu rồi ta? Đóng cái cửa cái là bị mù ngang vậy mà. Kiểu, ủa sao thằng nó mất rồi? Mất tiêu rồi. Không sợ, không sợ, không sợ. Tôi đang nhìn ra ngoài, tôi la lên không sợ, tôi đỡ sợ, tôi vô tôi chơi tiếp. Đỡ sợ chưa? Đỡ sợ rồi. Ê, mình làm vậy để mình củng cố tinh thần của mình, bạn hiểu không? Đấy, ok, làm lại nè. Ồ, hình như là cần một cái xà beng để mở cái này lên. Bên dưới này có hầm bí mật hay gì nè. Ủa? 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 Lấy cái gì đó đè đó để lấy được cái kia. Ồ! Chú ăn xà beng, chú ăn, chú ăn. Chú vô, chú vô. Chú sẽ không thấy mình. Chú thấy rồi. Bây giờ chú thấy rồi. Trời ơi, bị đuổi tiếp rồi thôi. Ê, mấy bạn biết không, có thể là nhiều bạn đang xem tôi chơi á, sao mấy bạn bảo là sao anh Phong lâu quá không kiếm được cái gì hết vậy. Thì thật ra là cái này là lần đầu tiên mình chơi, với lại là mình chơi mình không xem ai chơi trước nha bạn nha. Mình tự trải nghiệm luôn đó, cho nên là cũng hơi chậm xíu, bạn thông cảm nha. Ê, vậy bây giờ làm cách nào vậy ta? Tôi nghĩ rằng bây giờ chúng ta cần phải vô nhà thêm lần nữa rồi. Đi thôi. Đây, bây giờ nhất định là tôi phải làm được cái gì đó. Bây giờ mình sẽ trèo cửa sổ nhà ông hàng xóm vô nhà tiếp thêm một lần nữa. Ơi, hồi nãy mình bị ổng đánh cho nên là mình mất tiêu hết đồ mấy bạn ơi. Bây giờ phải đi lượm lại nè. Ơi, mỗi lần mà ổng bắt được mình thì ổng sẽ lượm hết tất cả đồ trong người của mình, nhưng mà ổng vẫn chừa lại cho mình cái kéo với cây xà beng. À, ông này cũng tốt. Ừ. Tốt. Mày là từ hồi nãy hình như là tôi thấy ở chỗ này nó có cái mật khẩu gì nè. Để tôi đi vòng vòng kiếm thử coi xung quanh có chỗ nào không. Trời ơi, trời trong này vậy mà hơi bị nhiều nha bạn. Thôi. Ê, khoan từ Sam. Ở chỗ này mấy cái chữ này nó đều là màu đen nè. Uy, chú cảnh sát à! Tôi đọc được tay nó là từ nốt không ơi. Nốt đúng không? Nốt đúng không? Hình như là cái chữ là mình nó ghi vậy đúng không? Nốt đều là chữ đỏ. Ok. Nốt là không á bạn. Ok ok. Thử nha. Không. Hai từ. Hy vọng là chú ấy sẽ không phát hiện ra chúng ta. Uy, chú phát hiện ra chúng ta ơi. Đâu? Trốn đi, trốn đi. À, trời ơi, sao mà ghi có mỗi cái chữ thôi mà khó quá vậy. Chú ơi, chú chú ra chợ chú mua ít đồ ăn về nấu cơm được không chú, cho con khám phá nhà xíu được không chú. Chú ơi, con không ăn trộm đâu chú ơi, chú vô chạy vòng rồi làm sao con làm việc chú ơi. Đúng rồi, con ngoan trò giỏi, bọn con chưa bao giờ biết ăn trộm là gì chú ạ. Chú đi về. Chú cho con ghi chữ nha chú. Not. Phải nhìn xung quanh cho chắc ăn. Trời ơi. Này là cậy cái sắt nè. Đó đó đó, căn hầm bí mật. Thêm một cây xà beng nữa. Ui có một bức tượng. Cái chữ này dùng để làm cái gì nè? Chúng ta cần phải biết. Số ông nội ơi. Số 1. 1, 2, 3, 5. Anh có đánh rơi nhịp nào không? Từ từ để tôi xem coi. Hồi nãy hình như chúng ta tìm được số 1 nè, số 8, số 4 và số 6 đúng không? Ừ, là có 4 số nè, mà mật khẩu bình thường chỉ có 4 số thôi. Rồi, mình bắt mò đúng không? Ê, khoan, mình thử từ bé đến lớn coi. 1 1 4 6 8 1 4 6 Đúng rồi, chắc tôi 8. Ủa? Không phải rồi. Ý, tôi đung quá, lại coi. 1 8 6 6 4. Không phải luôn. Ê, khoan, từ từ Sam ơi. Hồi nãy cái số mình tìm được hình như đâu phải là số 6 đâu, số 9 mà phải không? Ở trong toilet. À? Ở trong toilet thì phải. Đúng rồi, trong cái toilet là số 9, tôi nhớ là cái toilet là số 9. Đây nè. Số 9 mà đúng không? Là khoan từ, vậy mình bấm thử 4, 9. Đi. Khoan từ, đóng cửa lại trước cho chắc ăn. 1 4 8 9. Không phải đâu. Không đúng luôn. 9 4 8 8 1 1 8 9, 8 4 8 4. Được nè. Yes! Thiên tài. Thiên tài là đây. Thiên tài. Ok. Con học sinh lớp 5, Phong Cần. Ai thông minh hơn học sinh lớp 5? Đó chính là Phong Cần. Phá đảo game rồi đúng không? Mở cửa này ra nè đúng không? Đây chìa khóa này phải không? Không phải. Đây chìa khóa trên này.
Yes, mở được một ổ rồi, còn ba ổ nữa thôi. Trời, còn ba ổ. Còn ba ổ các bạn ơi. Khoan từ, ở trong cái hầm bí mật này hồi nãy mình thấy có con búp bê nè, lụm con búp bê nè, ở trên đây còn gì không? Có mấy bình sơn. Lụm luôn. Đó, ok, giữ trong người đi. Khoan từ, búp bê này có thể nào để cho nhà búp bê không? Ôi đúng nè. Ủa. À. Vậy là lấy búp bê. Đây. Để đây. Còn thiếu một con nữa. Hình như cái con đó là con trên này nè. Đây nè, thấy không? Đúng rồi. À. Vậy làm sao lấy nè? Khoan từ, cái cửa sổ bên đó. À đây đây, bức tranh. Hình như trên này. Cái nhà này tôi nghĩ là xứng đáng là cho là cái nhà phức tạp nhất của năm luôn á. Ồ, vô được, lấy được nha. Yes, chúng ta đã lấy được thêm một con búp bê nữa. Thôi, để coi coi. Bây giờ đặt con búp bê lên trên đây, chuyện gì sẽ xảy ra? Từ từ, đóng cửa lại cho chắc ăn. Vậy đúng không? Đúng rồi. Khoan, hình như hơi sai á. Hình như ông là ông bố ở giữa. Ờ, hình như là ông bố là phải ở giữa nè, mà có ông này có phải là ông bố không? Lấy con này ra nè, hay là con nam phải ở giữa ta? Ủa, đúng rồi, con nam ở giữa. Chúng ta đã tìm được thêm một chìa khóa nữa rồi. Dạ. Yes. Trời dễ vậy trời. Tự nhiên tôi thấy tôi thông minh ra dần rồi sao mà. Đấy, hai ổ khóa. Còn trái tim, còn trái tim. Bây giờ là còn ổ khóa trái tim và hình vuông. Khoan, tôi nghĩ là chắc nó có liên quan vậy. Trái tim chắc là liên quan đến tình yêu đúng không? Đúng rồi, tình yêu. Ủa, cái gì tình yêu trong này có tình yêu đâu. Cái gì liên quan đến tình yêu trong đây ta? Từ từ đi vòng vòng xem coi, có khi nào tình yêu là liên quan đến gia đình. Có thể là một bức tranh gia đình hay là cái gì đó. Từ nãy giờ là có mỗi cái phòng ở trên này là tôi chưa có tìm được cái gì ở trên này nè. Tôi phải kiểm tra thử. Hồi nãy là cái này là có căn hầm bí mật đúng không Sam? Mình đứng ở đợi đây ông, mà tôi là nó sẽ mở cửa nè luôn. Nhưng mà bây giờ làm cách nào để mình có thể có cái gì đó đủ nặng để ở đây ta? Bây giờ để phòng cận ở đó. Bình sơn thì... Bình sơn đúng không? Bình sơn nó nặng đúng rồi Bình sơn nó nặng đúng rồi. Bình sơn nó nặng. Đúng rồi. Trời ơi, thông minh quá Phong ơi. Mà bình sơn hồi nãy mình chọi đâu ta? Ông còn nhìn sơn trong phòng, rất nhiều bình sơn đúng không? Hay có đây, thùng gì vậy? Đây có hai thùng. Còn vậy là phải để hai thùng, tôi nghĩ okay. Vậy. Ok, hình như là mình phải để hai thùng sơn lên, tôi nghi là như vậy. Đúng rồi, sao nói đúng á? Đúng rồi. Ok, để thùng sơn ở đây đúng không? Tôi bây giờ sai đâu? Thêm một thùng nữa. Phải không? Hai thùng chứ sao? Rồi, một thùng nè, hai thùng nha, tôi tin Sam lần này nha. Trời ơi, dỗ tôi luôn đúng được không? Tôi bây giờ sai. Một thùng nữa hình như là tôi nhớ tôi để đây nè, đây. Lấy luôn, ok. Rồi, xong rồi đó. Khoan từ, có khi nào mình đổ nước vô không? Ok, rồi. Để thêm bình sơn ở đây nữa là được đúng không? Đó, có được đâu, sao mấy không? Trời ơi, chứ sao, gì kỳ vậy? Đây. Cái gì đây? Cần cái kéo nè, hình như là có cái gì trong đây chắc nè. À, thấy cái gì đó. Yeah, một mảnh bức tranh. Ủa trời, okay. Tranh mà nó giấu trong túi vậy thì ông nội người ta sao tìm được trời? Bởi vậy cho nên mình mới phải khám phá đó. Đây là mảnh bức tranh nè. Đó, rồi còn mảnh cuối cùng. Mảnh cuối cùng ở đâu ta? Hình như là tôi nhớ là cái mảnh bức tranh cuối cùng tôi thấy nó hình như là ở trong cái tủ này hay sao nè Sam ơi. Mình sai rồi đó, từ. Mấy cái bình sơn này vứt qua bên đi. Mình sai rồi, mấy bình sơn này không phải rồi. Từ. Đây. Hình như cái mẫu bức tranh cuối cùng nằm trong đó đúng không? Tôi thấy kìa. Vậy sao lấy? Bây giờ muốn lấy được nó thì mình cần phải có cái gì đó nặng để mình đè lên bình sơn là không phải vậy nè. Để đi vòng kiếm thử coi. Tôi biết rồi. Cái gì? Anh cảnh sát. Đâu, anh cảnh sát sao mà đứng như đó giúp mình được? Chẳng lẽ giờ mình đánh anh xỉu mình bỏ anh lên đó đúng không? Đâu lâu. Từ để xem coi, khoan từ hình như mình nhảy được nè. Xong đợi anh. Trong mấy khung tranh này có gì hôm nay mình phải kiểm tra mấy cái khung tranh nữa. Mấy cái ông cao cao. Ủa gì đây, tai nghe gì đây? Tai nghe cái gì? Cái tạ. Ê. Khoan. Cũng tạ đúng không? Yeah. Trời ơi. Em cái nhân vật này tập gym hay sao mà cầm cục tạ mà chứ vui vậy? Thấy rồi. Mảnh bức tranh cuối cùng. Hay rồi. Mong vậy. Lắp vô luôn. Xong, nó kết nối qua bên đây và chúng ta sẽ có một cái chìa khóa. Đây trái rồi. Tim. Trời ơi, hóa ra bức tranh là trái tim đó bạn. Ok. Rồi. Lắp thêm cái chìa khóa này vô nữa. Cái chìa khóa cuối. Là chúng ta chỉ còn một cái chìa khóa cuối cùng thôi là xong. Cái cửa sổ hả? Đó, rồi. Chìa khóa cuối cùng thôi. Chìa khóa cuối cùng nằm ở đâu vậy? Chìa khóa cuối cùng ơi. Ở bên dưới cái giường này có cái hầm bí mật. Wow! Từ, chỗ này cái là nhà này. Chúng ta cần cái xà beng để mở cái này ra. Đó, ok, cái hầm này sẽ là nơi chúng ta nhảy xuống chạy trốn ông cảnh sát nếu như bị phát hiện. Ok, rồi cái cần này dùng để làm gì đây? Cái cần này hình như để lắp vô cái ổ điện hay gì đó để vòng vòng đi kiếm thử coi. Kìa đúng không? Đây đúng luôn. Vô trong. Cái tủ này có gì không? Cái gì đây? Máy quay phim hả? Mấy cái phim. Bên này cần cái kéo nè, từ lấy cái kéo. Rồi, cắt cái này ra. Ui, cái cục pin của cái xe. Cục pin của cái xe. Cái xe. Vậy là chúng ta sắp tìm được chìa khóa cuối cùng rồi mấy ông ơi. Ok, đóng cửa lại cho chắc ăn. Chưa, ông chắc chưa? Trời ơi, mới tìm được cục pin mà có gì đâu. Đó, lắp vô nè. Khởi động cái máy này đúng không? Rồi. Ui. Ở trên có mấy cái cục. Đây chìa khóa nè.
nhau mở chìa khóa cuối cùng. Ôi chứ tôi hơi mệt rồi cái phòng rồi đó nha. Yên tâm mở được rồi, chìa khóa cuối cùng rồi, chìa khóa cuối cùng ơi. Mở ra là nguyên một cục vàng. Đây ơi, căn hầm bí mật của chúng ta. Yes. Ok bạn ơi, vậy là coi như trong phần này mình đã cùng với Sammy hai đứa mình đã có thể thoát khỏi được ông cảnh sát để có thể đi vào trong đây và tìm được chìa khóa mở được căn hầm bí mật của chúng ta rồi. Yeah. Bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ để phần tiếp theo này cho tập 2 nha, và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thử coi liệu rằng chuyện gì đã xảy ra với những bạn nhỏ đã bị bắt cóc. Ôi, nghe ghê quá à. Mong hai bạn nhỏ kia là an toàn. Tôi không biết đây, mà thường thường mấy game này là cái kết của nó đắt lắm. Ok bạn ơi, còn bây giờ thì video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye và hẹn gặp lại nha. Tạm biệt. Nhớ nhấn nút like cái video này để mình làm tiếp tập 2 nha. Nếu các bạn thích chơi Roblox thì hãy ghé vào ngay shop phong cận tv.net để có thể mua được acc Roblox giá siêu rẻ và siêu VIP. Không những vậy, các bạn có thể mua được Robux với giá siêu rẻ kèm những minigame vô cùng hấp dẫn. Ghé ngay shop Roblox giá rẻ uy tín phong cận tv.net.